Bữa nay mình sẽ vô lò rượu để mình quay nấu rượu theo truyền thống nào. Đây là cái bồ trấu, mình nấu rượu bằng trấu. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái nồi rượu để mình chắc nước cơm. Đổ gạo vô để nấu cơm đó. Một khát vậy là mình nấu bao nhiêu tấm vậy ha Bích? 15 kg 15 kg gạo ha. Rồi. để cho nước sôi À. rồi đổ tắm vô Rồi. để sao Sơ rồi mình mới chắc nước hả Bích? sôi xong rồi chắc nước. À. Đây bên này là một cái Này là nồi nấu tự nhiên. à. Bên này là cái rồi bên kia là cái nồi nấu nấu Rồi giờ đây nắp rượu lại đó ha. để cho nó sôi lên rồi chắc nước. À. Rồi một cái nồi rượu vậy nè mình bắt lên mình nấu rồi cho tới rồi vậy là một khát vậy là bao lâu Bích? Dạ 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ hả? từ hồi nhúng lửa lên, À. nhúng lửa lên là coi như cơm với rượu là 3 tiếng đồng hồ rồi. Cái nồi À. xới nồi đựng cho tắm nó trộn đều lên, đựng Nó nó chín tắm nở, đây ha, nó nở nó nở ra tắm vậy đây mình mới ha. chắc nước. À. Này để trộn cho heo ăn, nước À. cơm, để nước À. cơm lại cho heo ăn. Mình được một công hai chuyện ha. Dạ Lấy cái nước này để mình trộn cho heo ăn. Rồi mình sơ về là bao lâu mình mới chắc Bích? cho khoảng 10 phút mình chắc nước. Vậy đó ha. Dạ chắc nước cho khô rồi À. đậy nắp lại, xới À. xong đậy nắp lại rồi khoảng 5 phút mình dở ra, mình xới lên rồi mình đổ cơm ra. À. Mình nấu lò rượu của mình ở đây là nấu theo truyền thống hồi nào tới giờ? Nấu vậy là bao lâu rồi đây Bích? Dạ nấu cái này 30 năm rồi. À, cái lò rượu của mình đó ha. Dạ 30 năm. Để vậy uống không có pha cồn pha gì thành Dạ ra người nấu ta hồi thích dữ lắm. từ từ mẹ nấu rồi giờ mẹ tới sang cho con. À. Bởi vậy rượu của mình nó thơm thiệt là thơm. Nước cơm rượu, À. nước cơm để mình nấu rượu đây. À. Mình Giờ lấy. là tới mình chắc nước rồi. À. Mình chắc xong là để khoảng bao lâu là nó chín được Dạ Bích? 10 phút. Vậy ha. Dạ 10 phút rồi bắt đầu mình xới lên. 5 À. phút rồi mình đổ cơm ra, coi như từ cắt nước cho tới đổ là 15 phút. À. Chín cơm. À. Không có chắc cho nó khô luôn. Ừ. Cái này là mình nấu rượu gạo. Dạ. Còn nếu mà có ai đặt á, thì rượu nếp thì mình cũng có nấu rượu nếp Có luôn. ai đặt bu nếp thì nấu nếp luôn. À. Rồi chắc nước xong cúng cái cơm này ở trên lứ đổ vô. Ừ. Vậy là mình đậy nắp lại được rồi đó hả? Chưa, để cho nó hút nước một chút. À. Nó hút nước một chút nữa rồi mình mới đổ ra. Đây là mấy cái khắp hèm mình ra rồi nè. Múc hèm nước hèm ra rồi đó. Nãy Bích nói một nồi về là bao nhiêu ký tắm Bích? Dạ 15 kg. À. Rồi mình cứ xây vòng hoài vô hũ rồi cái tới đợt cái mình nấu tới tới vậy đó ha. Dạ xây vòng hoài, ngày nào cũng có nấu. À. Để mà mình nấu để mà ủ men để mình ủ làm rượu đó Bích. Rồi cái nồi kế bên này là mình đã đang nấu Dạ đó cái phải không Bích? nồi kế bên đó là mình đổ hèm vô để mình nấu rượu. À. Nấu rượu rồi cái hai cái ống chấm đó nó chảy xuống dưới đó, trên đó xuống rồi dưới đó có một cái ống nó chảy xuống, có cái lu đó là cho nó nguội, cho À nó đặc đặn lên nó thành. là nè, rượu nó đã nhiễu xuống này đây Dạ đây rồi đầy rồi đầy rồi rồi đó đầy rồi đây nó nhiễu như vậy đây để nhiêu rượu hai nè, cái tôi không có đường nữa, cái giả không đường nữa, không rượu mới sang mua cái là tốt nè. Ra đựng mình để hồi cho heo ăn. À, cho heo cho gà vịt Dạ ăn cho heo, được cho gà, cho vịt. rồi Đây là mình cái cơm, nấu cái được nước cơm đó để mình đổ cho heo ăn. à, còn cái hèm này đây mình nấu được mấy món ăn cũng như là cá lóc nấu hèm cá lóc hấp hèm đều được hết á. Hũ mà mình vô
men rồi mình ủ này hả Bích? Dạ, cái này Rồi cái ở trên Bích ghi ngày để mà nhớ làm sao? Dạ, cái này ghi ngày đừng mình nhớ, đừng mình chan rượu á mọi. À. Dạ, rồi đừng mình biết ngày, đừng mình múc lên mình nấu. À, đặng dạ. Cái nào trước thì nấu trước vậy đó ha. Từ ủ sạp này là tới nấu là đúng 7 ngày. À. 5 ngày, 5, 5 ngày là mình chan, 2 ngày mình múc lên mình nấu là 7 ngày. À. Cái này mình để vô can vậy rồi. Rồi cái này là rượu gốc chưa hay là rượu rượu làm sao Bích? Cái này là kế gốc, cái này là mình hứng xong mình đổ vô can. À. Đại rượu nó hơi nóng mình bỏ vô mình ngâm cho nó mau nguội, đừng mình pha cho nó đừng có xuống độ, đừng mình bỏ mối người ta không có mắc độ. À. Rồi người ta dặn bao nhiêu độ thì mình pha bao nhiêu độ vậy đó ha. À, coi như là mình pha đúng độ 3 thiệt độ à. À. Rồi mình bỏ mối thì được 13. Cái này là cho cháu đó ha Bích ha. Cái này cho cháu mình nấu rượu ra cho này mình để mình bán cho người ta trồng gãy. À, à. Trồng gãy là phải có cho cháu vậy dạ. Nó mới tốt. Dạ, mấy người ta trồng gãy người ta lại người ta mua cho này người ta mới trồng được, còn cho kia người ta trồng không được tại vì mình nấu rượu á người ta trồng mà gãy bằng cho này nó mới được. À. Bởi vì mình vô bao sẵn vậy đó ha. Dạ. Trái được, lấy được. Dạ. Trái này thì bây giờ nếu mà mua thì mình lột ra trái nào gì thì mình bẻ được mình bẻ. Bẻ là phải bẻ hết cho cô chứ cô. Ừ. Bẻ sao mà không lẽ giờ trái nào lột cái trắng bẻ vậy. Thì thí dụ như bẻ hết thì chú mua giá làm sao thì được thì, bẻ, thì mà lựa nhà thì bán thì cho. Nó kìa như ở dưới mương nó lột và vậy cũng đẹp hết sức cơ kìa. Này là xài Đài Loan. Măng cục đang có trái nè, nó còn non, ôi quá chừng hết Bích ha, đợt này nó cũng nhiều nè. Đổ cơm ra đây, cơm nó chín rồi đó, à. Bắt đầu mình xới nó lên để cho nó xốp hộp cơm, ừ. Rồi mình đổ cơm ra cho nó nguội, nguội rồi mình mới bớt với nước muối, à. Rồi bắt đầu mình mới giải cho ngon lên là mình đem vô hũ, mình hũ. À. Hũ lại là 5 đêm mình chan nước, 2 đêm múc lên nóng. À. Rồi mình muốn ăn cơm cháy là mình để có về cơm cháy ở dưới đây hết Bích ha. Đây, có cơm cháy luôn. À. Rồi thay chảy cho nó bị này ra đừng mình đổ cơm. À. Làm có bài bản hết mấy chục năm rồi mà. Đổ cơm ra. Cho nó thiệt nguội mình mới vô men hả Bích? Mình mới vô men. À. Một khát rượu mình nấu vậy đó là nếu mà mình lấy rượu gốc không là được nhiêu lít Bích? Dạ coi như mình trộn chung vô hết thì một khát ra được 15 lít. À. 15 kg, 15 à. Là không phải là rượu gốc nha. Dạ. Ừ, rượu cao độ vậy. Rượu gốc là mình nấu chỉ lấy có được rượu chai đầu thôi. À. Đây đổ ra có vậy. Về cơm cháy này mình làm mà mình làm mà khô quẹt mình ăn ngon lắm đó, cơm cháy này thật sự cơm cháy đó. Đây cơm cháy đây bẻ ra bỏ vô ăn nó giòn lên cơm cháy đây rất là ngon đây đất ốc lên luôn cái này là cơm cháy tắm ngon ừ. Không ở tắm lâu à. Miếng ăn bằng mình ăn cái gì ăn mà thịt kho rượu cái này cũng cháy đây chấm cho cái tay rất là ngon rất là giòn ngon luôn vừa cháy thịt ngon còn gần nữa nè cũng là cơm cháy nấu cho mình luôn á thử bữa nay của nó tăng nó hết rồi. Tại mình đó. Trời nó bé 200. Mà trả cho tao không trả gì nữa.
bớt gã này bớt cơm ra cho nó gã ra rồi để mình vô men. À, là nó nguội thiệt nguội rồi đó ha, cơm nó nguội rồi đó ha. Rồi cái mình rưới nước bớt cái gì, cái mình rưới nước muối lên, mình bớt trở lại một cái nữa. Rồi mình mới cho vô men mới ăn. 2 lít rượu. Rồi muối này là mình để muối sống hay mình có mắc rang gì không Bích? Không, muối sống mà. Mình chế nước vô vậy thôi ha. Muối sống mình đổ nước rồi mình thời nữa mình dắt vô trong cái đổ ớt ra cho nó gã, cơ cục nó gã ra hết, bời bời ra hết. Rồi 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 mới gắt men lên ha. Gắt men lên rồi trộn đều lại rồi vô khạp. À, rồi như một nồi vậy là vô được bao nhiêu khạp? Dạ, một nồi này vô một khạp 15 kg. Một khạp một đó ha. Dạ, một khạp 15 kg. À. Bóp rồi, giờ vô men đó hả Bích? Dạ, bây giờ gắt men để mình vô men đây. À. Rồi mình mới trộn đường lên. Men đó mình cà nhuyễn rồi hết ha. Dạ, men này cà, có loại cà, có loại không có cà. Nước thơm thì không có cà. À. Men ngọt phải cà. À. Men là này chỗ mình lấy hồi nào tới giờ ha. Dạ, nấu hồi xưa tới giờ là lấy chỗ men này xong đây. À. Rồi tới ngày nấu là 7 ngày hả? Dạ, tới ngày nấu là 7 ngày. Ừ. Bởi vì mình làm mình nói hoài thành ra ngày nào mình cũng không có mình nấu hết trơn nha. Bữa nay mình vô chứ tới ngày thứ 7 mình mới múc lên mình nấu. À. Là đúng 7 ngày. Hôm nay là chủ nhật. Đường nó gã ra hết trơn rồi đó. Đường men là bắt đầu nó ra nước gụ theo tay luôn. Ừ. Ông mình nấu tắm ha Bích. Nấu gạo thì nó nở chờ đợi nó lâu. À, nấu tắm nó mau bắt nước lên sôi là đổ vô khoảng 15 phút mình chắc nước rồi. À. Rồi nếu mà gạo đó là phải 20 phút 30 phút mới chắc nước được phải chờ cho gạo nó nở. À. Nó không tiện bằng ha. Dạ nó to nó nở chậm. À. Nấu tắm thì nó mau, thời gian nó mau hơn. Còn mình nấu rượu nếp thì thay vì cái này mình gạo thì là tắm, còn nếp thì mình nấu bằng nấu nếp vậy thôi ha. Dạ, mình nấu một nếp cũng vẫn bắt nước sôi. À, cũng sôi làm vậy. Rồi mình sôi xong mình cũng chắc nước đi gian như là nấu tắm này đây. À. Cái khạp đó là bao nhiêu lít vậy Bích? Dạ, cái khạp này là 2.5 thùng bê. À. Mình vô hết cái này là gần đầy không? Dạ, gần đầy khạp. À. Đầy khạp xong rồi bắt đầu mình 5 ngày đó bắt đầu mình chan vô một thùng bê nước. À. Thùng bê nước để 2 đêm nữa là bắt đầu mình múc lên mình nấu. Bây giờ thì để khô đậy vậy ha. Dạ, bây giờ để khô để cho nó lên men nó thành vụ. À. Rồi mình mới chan nước vô. 2 ngày sau mới nấu. 2 ngày chan nước vô xong rồi 2 ngày sau múc lên nấu. Nó có cái mùi vụ lên rồi. Tới mình chan vô nước vô là cái cơm nó bả ra rồi. Nó bả ra. Đó, đây là cái này vô khạp đây. Rồi cái nồng đó là mình làm tới dưới đáy luôn không? Dạ, móc tới đáy luôn mà. Cái lỗ mình cho nó nước nó vô trong cái nồng này nè. À. Đó, móc cái lỗ bự vậy đó. Rồi mình đẩy kính ủ lại ha. Dạ. Để chứ làm lâu năm mà. Đây là múc thèm đổ quậy đổ cho heo ăn đây. Thèm mình nấu vụ mình đổ ra đây. Đổ cho heo ăn. Rồi cái này là cái nước cơm. Nước cơm mình cắt hồi nãy đó. Rồi mình múc ra mình quậy cho heo nó ăn đây. Cơm với hàm với cá.
bây giờ mình lấy để mình chọn cho heo nó ăn đây. Mình chọn cho heo ăn đây. Heo nó ăn hèm tốt dữ lắm luôn. Nó tiêu quá rồi nó sổ lãi rồi đủ thứ hết. Để vậy mình nấu cái này thấy tiện lợi đủ thứ ha bếp. Hèm mình cũng không bỏ. Gà vịt heo gì được hết. Rồi cho cháu thì mình cũng bán được. Cái này là mình ủ trước đó ha. Tới ngày mình nấu rồi đó. Đúng 7 ngày rồi bây giờ mình múc lên mình nấu đó. Cơm nó gã ra hết rồi đó ha. Phao một cơm gì nhà. Nó nở nó phao ra. Nó phao nhẹ te cái hộp cơm luôn. Mình đổ vô đây rồi mình tắt, mình đổ lên cái nồi. Rồi mình chỉ lấy nội bao nhiêu nước trong cái đó mình nấu thôi chứ không có thêm nữa ha. Dạ, hồi nữa mình múc được xô nước rồi mình chẳng cái cạp một cái nữa. Xô bê này đó hả? Không, cái xô nhỏ, xô bê nhỏ. Vậy đó hả? 2 lít đó. À. Rồi mình đổ vô đây, cái này sắp đổ vô cái nồi đây. À. Nó phao cái hộp cơm nó tan ra hết trơn nha. À, đây, đổ lên nồi đây. Để dày rồi nữa nó thành hèm nó thơm vừa gì. Nở ra nó thơm. Hết cạp đó là 3 thùng không bít. Phao ra dùm có ngon thiệt ha, nó tan ra trơn hay bít. Rồi tới ngày trang là mình trang một thùng bê gì vô nè. Ngon dần con ngon thiệt ha. Dạ, nó phao nó bể nát ra. Đó, nó bả ra vậy đó. À. Đây sắp đổ vô. Dần con ngon chứ. Là cái khạp đó làm sao bếp? Cái khạp đó là cũng như mình nấu 4 nồi mà mình múc ra 3 nồi á. Khạp mình làm ra 3 nồi á. Mình phân ra. Đây. Rồi tới hồi mà mình để cái gì cái cơm vô đó là mình phải rửa hũ rồi không? Rồi mình vô cơm lại bình thường thôi ha. Nó cũng gần đầy nồi hết á. Cũng ngon ghê không coi kìa. Bởi vì cái men nó coi ngon quá ha, coi nó bông lên. Như kiểu mà mình làm cơm rượu mà nó lên vậy đó ha bếp. Làm không phải, coi kiểu như mình làm bánh bò mà nó nổi vậy đó. Nó lên bông vậy đó. Coi kìa, nhìn có ngon ghê không? Đó là xong rồi đó, bây giờ chỉ chán cái sạp cái đổ vô đó nè. Nấu ở đây rồi nó mới bốc hơi qua bên kia nó thành rượu quá ha. Hai cái lỗ đây. Đó mình tự chế ra đó ha. Đó, tự chế đây có hai cái ống chấm để ngọt vô đây. Cái hơi nó lên cái khạp này. Cái khạp này rồi cái mình bơm nước vô cái nó đặt cái độ lạnh đó cái nó đông lại nó thành nguyện nước chảy suốt. Đây bây giờ là kéo nước. Nước vô đó để chi vậy bếp? Chế nước vô trong cái sạp này để cho cái ống này nó lạnh để cho cái rượu ở trên này nó nóng, nó xuống dưới này nó gặp lạnh nó mới ra được rượu. Chế cho đầy luôn vậy đó hả? Mỗi thai cặp nước cho nó lạnh thì nó gặp cái nóng này lên nó mới đông lại thành rượu. Đây là cái này là cái hèm với cám chét lên cái nồi ở đây. Hèm với cám mình nhồi lại đó hả? Hèm với cám nhồi lại. Nó dẻo vậy đó ha. Dẻo rồi mình chét
lên cái nồi rượu đó, mỗi nồi là mỗi cạo, cạo ra thì mình mới bắt cái chét lại cái nồi khác. Đây, cái này mình nhồi lại. Giống như thuốc tẩy vậy. Nhồi lại cho nó dẻo rồi kìa. Nó mềm ra, rồi cái bắt đầu mình mới chét cái lên cái vỏ ấm đó, với cái nồi đó. Cho nó kín hơi đó ha. Rồi cái cục này mình xài hoài vậy chứ đâu phải ấy ha. Xài hoài nó mới dẻo chứ còn nếu mình làm lại cái mới là nó bởi việc chét không được. Đây, rồi mình chét cái ấm này. Mình cho nó kín hơi. Dạ, cái này là chét xung quanh cho nó kín cái hơi. Ừ. Cái hơi thì vội nó xuống. Chét cho nó kín. Để tôi nấu chuối với bà nha bà xui. Còn chú nấu cho cám với hèm đó, mình nấu cám với hèm. Ấy giờ tôi nói giống như thuốc tẩy vậy, nó dẻo lại á. Còn làm cái mới là nó bở. Cái này để cứ nấu hoài tới ít thẻ cám cái nhồi vô tiếp tục, nhồi vô tiếp tục vậy đó, xài hoài vậy đó. Để vậy làm lâu năm làm quen thì cái làm thấy nó gọn hơn đâu đó, vô đó chơi nha. Rồi chị làm gì chứ nó khỏe. Rồi cái này xong rồi đó, bây giờ tới cột lên cái hai cái ống. Rồi từ từ mình bắt vậy đó bao lâu nó mới ra rượu vết? Dạ khoảng 20 phút. Vậy ha. Dạ 20 phút là rượu xuống. Là mình giờ cái nắp nồi này nó bắt đầu nó ấm ấm rồi này ha. Nó nóng rồi đó. 20 phút là rượu xuống. Còn cái này là cột trên cái ống. Cái bọc ni lông này là để bó trên cái ống đó để cho nó kín cái hơi. Mỗi một cáp là phải làm lại hết vậy đó. Mỗi một cáp phải phun ra làm lại từ đầu. Rút nước đồ ra hết từ đầu luôn. Làm mới lại hết toàn bộ. Cái này là để bó cái ống này lại cho nó kín cái hơi, đừng nó mới xuống cái hơi đó, nó mới gặp lạnh nó mới ra rượu. Mới bắt lên thì mình đốt lửa lên, đốt lửa lên rồi đổ cháo vô rồi tự nó hút xuống nó cháy. Nó cháy rồi mình thiều thiều cháo cho nó lọt xuống, tự nó hút từ 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 từ. Khoảng nồi đầu bắt lên khoảng nửa tiếng nó xuống, tại vì cái lò nó còn lạnh, còn cái mình bắt lên sẵn cái lò còn nóng là 20 phút cũng xuống. Một nồi vậy đó nấu một bao cháu không Bích? Một nồi này là nấu một bao rưỡi cháu, một bao rưỡi cháu này nè.
Vậy đó hả? Dạ. Một ngày là nấu 4 bầu rưỡi. À. 4 bầu rưỡi cháu. 4 bầu rưỡi cháu là ra chừng được bao nhiêu ba bao cho? Một bao cho. Một bao cho một. Clip nấu rượu của mình đã xong rồi, các bạn xem thấy thích, hãy đăng ký vào kênh, bấm nút like và chia sẻ giùm. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.